Xin chào các bạn, mình là Nhật Linh, huấn luyện viên của Livan Sport. Như các bạn đã biết, tập bụng với máy giúp tác động lên cơ bụng lớn hơn và đạt hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Do đó, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số động tác rèn luyện cơ bụng cực kỳ hiệu quả mà lại vô cùng đơn giản cùng với máy tập bụng. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với động tác máy tập bụng cơ bụng giữa. Đối với động tác này, các bạn lưu ý hai chân phải luôn để dưới hai tấm đệm. Về phần tay, có rất nhiều cách cầm, nhưng các bạn có thể để hai tay ra phía trước, cầm nắm vào tay cầm, và cũng như để giang tay, để phần tay và phần vai luôn cố định với tấm đệm phía sau. Với bài tập này, các bạn nên lưu ý hơi ngửa cổ ra phía sau, không được ngửa cổ ra phía trước để tránh mỏi vai, cổ, gáy. Và hai tay luôn nắm chặt vào dây cầm để cố định phần lưng và phần vai vào tấm đệm sau. Các bạn hãy cùng quan sát. Mình làm lại một lần. Đầu tiên, cúi xuống, thở thật mạnh, lên, hít thật sâu. Các bạn chú ý, cổ hơi ngửa ra phía sau. Tiếp tục bài tập bụng với bài tập cùng máy cát. Với bài tập này, chúng ta cần thực hiện lần lượt các bước. Đầu tiên, quỳ xuống phía trước cáp kéo, sau đó nắm dây cáp và hạ dây xuống cho tới khi tay bên cạnh mặt, hơi co hông và cho phép trọng lượng lam lưng dưới. Lưu ý là giữ hông cố định, co eo trong khi siết bụng, khuỷu tay đi về phía giữa đùi, thở ra trong khi thực hiện phần chuyển động này. Ở tư thế này, bạn giữ trong khoảng 1 giây, từ từ trở lại vị trí ban đầu trong khi hít vào. Giữ cơ bụng siết trong khi thực hiện động tác, đồng thời đừng chọn mức kéo nặng khiến cho lưng dưới phải chịu lực nhiều. Bạn lặp lại động tác này 30 lần. Với động tác này, các bạn còn có thể tập theo một cách khác. Động tác cuối cùng có tên gọi là Deadline Bench Sit Up. Đây là bài tập bụng tác động nhiều vào các nhóm cơ. Để bắt đầu, chúng ta chỉnh ghế ở độ dốc khoảng 30 đến 45 độ. Độ dốc càng cao thì bài tập càng khó. Các bạn mới tập nên chỉnh ghế ở độ dốc vừa phải. Đặt hai chân móc vào dưới thanh đệm để giữ cố định cơ thể trên ghế tập. Sau đó hai tay có thể đặt chéo trước ngực hoặc đưa hai tay ra sau chạm nhẹ vào hai bên mang tai. Các bạn lưu ý không đan tay hay khóa tay phía sau gáy. Với bài tập này, các bạn siết chặt cơ bụng, giữ thẳng lưng, từ từ hít vào bằng mũi, đưa cơ thể hạ xuống vị trí lưng gần chạm ghế tập. Sử dụng cơ hông, bụng nâng cơ lên vị trí phần thân trên để cơ thể thẳng đứng, tạo thành góc 90 độ với ghế tập. Tại cuối động tác, các bạn thở ra bằng miệng. Chú ý, mọi cử động nhịp nhàng, có kiểm soát, tập trung sử dụng nhóm cơ ở hông, bụng, không dùng sức của tay để nâng, kéo đầu các bạn lên hay là lực đà của phần trên cơ thể sẽ làm giảm hiệu quả bài tập. Với bài tập này, các bạn chia ra từ 3 đến 4 hiệp, mỗi hiệp từ 10 đến 30 lần và nghỉ 30 giây giữa các hiệp. Chú ý, khi tập bài này, các bạn đừng đưa phần thân trên lên quá cao hay xuống quá sâu. Cụ thể là khi xuống lưng, các bạn sẽ không được chạm vào ghế tập, và khi lên chỉ cần đưa cơ thể tới vị trí phần thân trên thẳng đứng với ghế tập. Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc 4 động tác với máy tập bụng vô cùng hiệu quả. Các bạn đừng quên luyện tập chăm chỉ để có kết quả tốt nhất. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ Livan Sport. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.